Hey, chào các bạn đã đến với kênh của mình nha. Hôm nay mình đi ăn bánh cơm chay. Anh đó các món này mình muốn lấy món nào lấy nha. Cơm chay với buffet ăn thoải mái. 20.000 một người. Cơm rất là ngon nha các bạn. Này quán cơm này nằm trên đường Hoàng Diệu. Ngon lắm, có đồ chay không? Hầu như đồ chay. Đó có mấy cái món này nhìn hấp dẫn. Ngon đó, món muối này, cái món bột chiên gì đó cũng như tôm khô ấy, ăn ngon giòn lắm, rau hết rồi nó nhìn ngon lắm. Cái món xào này có khế chua khế thơm nữa, rất là ngon. Ăn cơm ăn thấy ăn không có thịt đâu nhưng mà đồ chay mà cũng ngon. Nếu các bạn hay gần đi tới ăn trải nghiệm, mình sẽ chạy hình đại diện quán các bạn tới ăn thử. Thì mình ăn thôi chứ thôi không quảng cáo gì đâu, cái gì ngon mình chia sẻ. 20k bình dân ăn hết dĩa luôn biết là ngon. Mình là cái đĩa cơm mình sạch con rồi các bạn biết rồi, cái lạc này ngon nữa. Nước thì trà thì 10.000, trà chanh thì 10.000 ly, trà đắt 10.000 ly. Tầm đấy, tầm. Là no này, buổi trưa làm dĩa cơm mà no. Đây mình chào các bạn nha. Các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh ủng hộ của mình nha. Và các bạn thấy comment dưới cho mình để mình có lịch tương tác với các bạn nha. Cảm ơn các bạn. Bạn trên bàn có cái bịch kìa. Mới bị dịch mỡ đó, mới không mỡ. Đó là